là báo cun tỷ phú. Không có tiền thì gọi là tỷ phú làm gì? Để mình rủ tám thuốc nha. Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi cun tỷ phú. Kết cun tỷ phú, trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui. Nặng quá. Hây, mình đau hết cả tay rồi, còn lối vào khác không? Anh hai có sao không? Đúng là nhanh nhẩu như chớp chớp mà. Cun, đồng hồ cun bản năng ơi, còn lối vào nào khác không? Mình tìm hết rồi, đây là lối vào duy nhất. Hả? Hay là nhờ Papa Bự đến giúp đi chớp chớp. Papa Bự dư sức đẩy tảng đá này. Không được, vậy thì lộ hết kế hoạch của tụi mình. Chẳng lẽ mình bó tay rồi sao? Kho báu cun tỷ phú của mình. À, em có cách rồi. Các bạn chim ơi, có thể giúp mình đi tìm Luna được không? Không biết bạn Luna gì đó có hiểu tiếng chim không nữa. Hả? Chào Tám Tút và Chớp Chớp, mình nhớ mọi người quá. Cảm ơn các bạn chim nhiều nha. Đây là siêu lì. Chào Luna, cậu thiệt là dễ thương. Nào mình cùng sẻ chia, chào Tám Tút, chào Chớp Chớp, chào Chớp Chớp, xin chào các bạn. Chỗ này sao ô nhiễm quá. Mọi người vẫn đang dọn dẹp môi trường. Sao hậu quả do hội hắc ám gây ra? Hay là để tụi mình cùng giúp mọi người nha. Em có mang bảo bình quân vô cực, có thể lọc nước sạch nè. Như vậy sẽ mất nhiều thời gian lắm. Đến khi nào chúng ta mới tìm được kho báu cơ chứ? Luna, hay là cậu giúp tụi mình đi. Có kho báu tỷ phú quân thì mình sẽ mua thật nhiều thiết bị hiện đại, giúp cho cuộc sống dưới này trở nên tốt hơn. Mình không muốn nơi này giống như thế giới mặt đất đâu. Mọi người vừa tham lam vừa lười biếng, làm cho khắp nơi ô nhiễm, rồi làm ảnh hưởng đến thế giới tụi mình. Cậu nói ai tham lam? Thôi mà mọi người, Luna đâu có ý đó đâu. Cậu có phải Luna đâu mà biết. Nếu cùng nhau làm thì sẽ nhanh hơn đó. Rồi chị Luna sẽ giúp tụi mình đi tìm kho báu. Mình có đem rất nhiều sữa cun túi thần kỳ giúp đề kháng cho mọi người nè. Cảm ơn siêu lì. Cho mình vị sữa trái cây hương nho. Em thích vị nước cun trái ổi. Sữa cun túi thần kỳ vị sô-cô-la lúa mạch này ngon quá. Túi cun đa năng Tết tung tăng này thiệt là tiện quá đi Tám Tút. Chị muốn để bao nhiêu thứ cũng được mà còn gọn gàng nữa. Biết vậy mang thêm thật nhiều sữa cun túi thần kỳ cho mọi người.
vô cùng nhỏ gọn, tha hồ tung tăng suốt Tết. Túi cool đa năng Tết tung tăng, vừa có một cái ví nhỏ đựng ba lì xì, lại có một không gian chứa đồ vô tận. Chỉ cần cho đồ vào túi là đồ đạc sẽ tự sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Túi còn có thể đeo chéo hoặc đeo như ba lô, vô cùng tiện lợi. Đừng quên mở túi ra mỗi ngày để nhận được những bảo bối niềm vui bất ngờ. Để xem túi cool đa năng Tết tung tăng này sẽ mang đến điều kỳ diệu nào hôm nay đây. Yeah! Xin mời mọi người thưởng thức vũ điệu cool sư nhí. Đón xuân giao thừa tụ tập và đi chơi, đầu xuân năm mới ta hát vang trời. Ai cũng là tỷ phú, ai cũng là tỷ phú. Cậu cũng thấy vui vì được giúp đỡ mọi người đúng không nào? Ừ thì cậu nói đúng, nhưng mình vẫn ưu tiên đi tìm kho báu. Cảm ơn các cậu rất nhiều, đặc biệt là siêu lì. Có gì đâu mà. Như đã hứa, mình sẽ giúp các cậu đi tìm kho báu của anh tỷ phú. Yeah! Chúc chúc chúc! Cậu có chắc là ở đây không Luna? Theo như bản đồ thì chắc chắn là ở đây mà. Nhưng xung quanh đâu có gì đâu. Chán quá. Hay đây chỉ là một trò đùa? Không thể nào. Hả? Chúng mình hãy cùng theo dõi hành trình đi tìm kho báu của các bạn nhỏ. Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo trên kênh Love Queen nha. Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi hoặc nước trái cây Quân Tỷ Phú 110ml. Hàng ngàn giải thưởng tiền mặt cực kỳ hấp dẫn với mệnh giá từ 5.000 đến 500.000 đồng hoặc các thẻ cào trúng quà siêu cool đang chờ đợi bạn. Khám phá thẻ cào giải đặc biệt, đến ngay một iPad cool biết tuốt. Vui thẻ cào giải niềm vui, đổi ngay một máy ảnh cool có ngay luôn. Trúng thẻ cào giải may mắn, có ngay một túi cool đa năng Tết tung tăng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2024.